Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Hiện tại đang là buổi sáng ngày 11 tháng 2 năm 2019. Trên màn hình vị hiện tại đây là một bộ sập thờ chúng tôi vừa hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng đây. Thì tôi quay lại video để giới thiệu những quý vị khác, cũng như là gửi tới các khách hàng ở tại Hưng Long Yên Lập. Thì đây là bộ sập thờ chân 22 bằng chất liệu gỗ mít và được làm theo mẫu là mẫu mai điểu. Mẫu hiện nay là được rất nhiều khách hàng là chuộng và sử dụng rất là nhiều. Trên màn hình là tổng thể của bộ sập thờ, quý vị thấy rất là bề thế cũng như là đẹp. Tôi quay chi tiết hơn giới thiệu quý vị, và đây là phần dạ của chiếc sập thờ. Dạ này được chạm mai và có chim điểu thì gọi là sập thờ mai điểu. Ở giữa thì có rơi ngậm chữ thọ. Và chất liệu gỗ sử dụng thì chiếc sập thờ này được làm 100% là chất liệu gỗ mít ta, gỗ mít quê ở tại Phú Thọ chúng tôi. Đấy, thì chân là chân 20 và kích thước là 1m, chiều ngang là 1m97, cao là 1m17 và sâu là 1m07 các quý vị nhé. Đấy, những cái đường nét đục chạm thì quý vị thấy rất là đẹp, sắc nét, như là cái bố cục nó rất là hài hòa, cân đối. Đây là phần hậu bên phải, rất là đẹp. Phần cổ thì được đục chạm mà dòng trầu cuốn thư. Đây, tổng thể bộ sản phẩm thì quay cho quý vị xem. Hiện tại thì chúng tôi đang vận chuyển hai chiếc sập thờ Yên Lập. Thì trên xe này là một chiếc chân 14 rồi, còn đây là chiếc chân 20. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987 50086 nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, và tôi sẽ để ảnh chi tiết của bộ sập thờ này bên dưới phần mô tả video tại website Đồ Gỗ Tùng Tám .com để mọi người có thể xem được thêm chi tiết hình ảnh của sản phẩm. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác nhé.